Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức, bài 58, luyện tập trung. Tiết 1, chúng ta cùng làm các bài tập của phần luyện tập. 1. Đặt tính rồi tính. Ở đây chúng ta có các phép nhân, phép chia. Thì những các phép tính này chúng ta đã được học rất là kỹ rồi. Thì trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em thực hiện các phép tính này trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và các em tham khảo nha. Rồi, phép tính đầu tiên 3507 nhân với 2. 2 nhân 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 2 nhân 0 bằng 0. Thêm 1 bằng 1. 2 nhân 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. 7014. Rồi sang phép chia. 4806 chia cho 6. 4 không chia được 6. Các em lấy 48 chia 6 được 8. 8 x 6 bằng 48. 48 trừ 48 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 6 được 0. 0 x 6 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 6 được 1. 1 x 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Rồi ta được thương là 801. 1041 nhân với 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 4 bằng 20. Viết 0 nhớ 2. 5 x 0 bằng 0. Thêm 2 bằng 2. 5 x 1 bằng 5. 5205. Rồi tiếp theo là 7168 chia cho 7. 7 chia 7 được 1. 1 x 7 bằng 7. 7 trừ 7 bằng 0. Hạ 1. 1 chia 7 được 0. 0 x 7 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Hạ 6. Được 16. 16 chia 7 được 2. 2 x 7 bằng 14. 16 trừ 14 bằng 2. Hạ 8 được 28. 28 chia 7 được 4. 4 x 7 bằng 28. 28 trừ 28 bằng 0. Rồi ta được thương là 1024. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Máy bay A đang bay ở độ cao 6504 m. Máy bay A đang bay ở độ cao gấp đôi độ cao máy bay B. Ở đây các em hiểu gấp đôi tức là gấp 2. Được chưa? Gấp 2 độ cao máy bay B. Máy bay B đang bay ở độ cao gấp 3 lần độ cao máy bay C. Hỏi máy bay C đang bay ở độ cao bao nhiêu mét? Rồi, nghe nó có vẻ là rất là rối ren đúng không? Ở đây, các em khoan hãng làm nha. Thầy giáo sẽ phân tích để cho các em hiểu trước đã. Rồi, đây không phải là tóm tắt mà thầy giáo phân tích cho các em hiểu, dễ hình dung. Sau đó chúng ta sẽ giải sau. Trước hết là máy bay A đang bay ở độ cao gấp đôi độ cao máy bay B, tức là gấp 2 độ cao máy bay B. Vậy máy bay B là một phần thì máy bay A sẽ là hai phần, đúng không? Có đúng là gấp đôi tức là gấp 2. Được chưa? Các em hiểu đơn giản là A gấp 2B. Vậy B là một phần thì A sẽ là hai phần.
như thế. Được chưa? Ở đây A là 6504. Đúng không? A là 6504. Vậy B là bao nhiêu? A là 2, B là 1. Tức là muốn tính B thì các em phải lấy A giảm đi 2 lần. A giảm đi 2 lần ta được B. Tức là ta lấy A chia cho 2 thì được B. Được chưa? Muốn tính độ cao của máy bay B thì chúng ta lấy độ cao của máy bay A là 6504. Các em chia cho 2. Rồi các em tính xem bằng bao nhiêu. À, nó có đúng là bằng 3252 mét không? Đúng không? Rồi, tiếp theo. Ở đây thầy giáo chia làm hai phần riêng biệt ra cho các em dễ hình dung. Chứ nằm gộp thì các em rất là khó hình dung. Được chưa? Thầy giáo phân tích thôi, chúng ta chưa làm. Tiếp theo nha. Máy bay B đang bay ở độ cao gấp 3 lần độ cao máy bay C. Vậy các em chỉ cần hiểu đơn giản là B nó gấp 3 lần C. Đúng không? B gấp 3 lần C. Vậy C là 1 phần thì B sẽ là mấy phần? À, gấp 3 thì phải là 3 phần như thế. Đúng không? Mà B chúng ta vừa tính được bằng 3252 rồi. B chúng ta vừa tính được bằng 3252 mét rồi. Bây giờ muốn tính C thì chúng ta làm thế nào? À, C là 1, B là 3. Như vậy là lấy B giảm đi 3 lần thì ta được C. Đúng không? Lấy B chia cho 3 thì được C. Các em lấy 3252 chia cho 3 thì tính được C. Được chưa? 3252 chia 3 bằng bao nhiêu? Các em tính xem bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 1084 mét đâu. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ giải bài toán này bằng hai bước tính. Bước 1 là các em tính máy bay B đang bay ở độ cao bao nhiêu mét. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tính máy bay C đang bay ở độ cao bao nhiêu mét. Được chưa? Hai bước. Rồi cụ thể chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Máy bay B đang bay ở độ cao là, lấy độ cao của máy bay A giảm đi 2 lần. Được chưa? Ta được 3252 mét. Máy bay C đang bay ở độ cao là, lấy độ cao của máy bay B giảm đi 3 lần. Ta được là 1084 mét. Rồi đáp số 1084 mét. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Các em điền số tích hợp vào các ô trống này. Trước hết là câu A. Số chúng ta đang cần tìm nó chính là thừa số của phép nhân. Đúng không? Thừa số của phép nhân. Muốn tìm thừa số, các em học rồi, muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. Cụ thể ở đây, muốn tìm cái thừa số này, các em lấy tích là 1668 chia cho thừa số kia, tức là chia cho 4. Rồi các em tính xem bằng bao nhiêu. Câu B, số cần tìm là số bị chia, đúng không? Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân số chia. Thương là 819 nhân với số chia là 3. Rồi các em cũng bấm tạm dừng video, các em tính xem kết quả của hai phép tính này bằng bao nhiêu. À, 1668 chia 4 bằng 417. Vậy chỗ này các em điền số là 417, đúng không? 819 nhân 3 bằng 2457. Các em điền vào đây. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 4, câu A. Hai con cá cuống AB và tôm cùng bơi đến chỗ cụm rau như hình vẽ. Cá cuống A bơi theo đường gấp khúc gồm 4 đoạn bằng nhau. 4 đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 515 cm. Cá cuống B bơi theo đường gấp khúc gồm 3 đoạn bằng nhau. 3 đoạn bằng nhau,
mỗi đoạn 928 cm. Hỏi quãng đường bơi của cà cuống nào ngắn hơn? Muốn biết quãng đường bơi của cà cuống nào ngắn hơn thì các em tính quãng đường bơi của từng con cà cuống một. Trước hết là các em tính quãng đường bơi của cà cuống A. Quãng đường bơi của cà cuống A gồm 4 đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 515 cm. Vậy 4 đoạn thì các em lấy 515 nhân 4. Rồi, các em bấm tạm dừng video và các em tính xem là bằng bao nhiêu cm. 515 nhân 4 có đúng là bằng 2060 cm không? Đúng không? Rồi tương tự, các em tính quãng đường bơi của cà cuống B. Quãng đường bơi của cà cuống B là một đường gấp khúc gồm 3 đoạn bằng nhau. Mỗi đoạn dài 928 cm. Vậy 3 đoạn là 928 nhân 3 và bằng 2784 cm. Muốn biết quãng đường bơi của cà cuống nào ngắn hơn thì các em so sánh hai số này. Ta có 2 bằng 2, 0 bé hơn 7. Vậy 2060 bé hơn. Tức là quãng đường bơi của cà cuống A ngắn hơn quãng đường bơi của cà cuống B. Được chưa? Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành câu A này như sau. Quãng đường bơi của cà cuống A là 515 nhân 4 bằng 2060 cm. Quãng đường bơi của cà cuống B là 928 nhân 3 bằng 2784 cm. Vì 2060 nhỏ hơn 2784 nên quãng đường bơi của cà cuống A ngắn hơn. Được chưa? Rồi các em sang câu B. Các em điền số thích hợp vào ô trống. Quãng đường bơi của tôm là đường gấp khúc gồm 5 đoạn dài bằng nhau. 5 đoạn dài bằng nhau. Biết quãng đường tôm bơi dài bằng quãng đường bơi của cà cuống A. Quãng đường bơi của cà cuống A chúng ta vừa tính được ở trên là bằng 2060 cm. Như vậy quãng đường bơi của tôm dài bằng quãng đường bơi của cà cuống A, tức là cũng bằng 2060 cm. Mỗi đoạn của đường gấp khúc đó dài bao nhiêu cm? Tức là các em tính mỗi cái đoạn này dài bao nhiêu cm? 1, 2, 3, 4, 5. 5 đoạn dài 2060 cm. Vậy một đoạn thì các em sẽ lấy 2060 chia cho 5. Đúng không? Các em chia đều cho 5 đoạn. Rồi các em tính xem chúng ta tính được kết quả bằng bao nhiêu? 2060 chia 5 bằng 412, đúng không? 412 cm. Rồi các em điền vào ô trống là số 412. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Biết 8 cục pin như nhau nặng 1680 g. Mỗi robot chưa lắp pin có cân nặng là 2000 g. Mỗi cục pin cân nặng bao nhiêu gam? 8 cục pin như nhau nặng 1680 g. Vậy mỗi cục pin sẽ nặng, các em lấy 1680 chia cho 8, đúng không? 8 cục nặng 1680 g. Vậy một cục nặng 1680 chia 8. Rồi các em tính xem nặng bao nhiêu. Có đúng bằng 210 g không? Đúng không? B. Sau khi lắp số pin như hình vẽ, robot nào nhẹ nhất và cân nặng bao nhiêu gam? Vì ba con robot này khi chưa lắp pin thì nặng bằng nhau. Đúng không? Mỗi robot
chưa lắp pin có cân nặng là 2.000 gram. Tức là khi chưa lắp pin thì mỗi con robot này nó nặng bằng nhau. Vậy khi nắp pin vào thì con nào nắp ít pin nhất thì sẽ nhẹ nhất, đúng không? Người ta hỏi là robot nào nhẹ nhất thì khi nắp pin vào, robot nào mà nắp ít pin nhất thì sẽ nhẹ nhất. Ta thấy robot A nắp 5 cục pin, robot B nắp 6 cục pin, robot C nắp 8 cục pin, đúng không? Vậy robot A nắp ít pin nhất, cho nên robot A nhẹ nhất. Muốn tính cân nặng của robot A thì trước hết là các em phải tính cân nặng của 5 cục pin này. Mỗi cục nặng 210 gram, 5 cục thì các em nhân với 5. Sau đó các em cộng thêm cân nặng của robot A khi chưa nắp pin là 2.000 gram. Vậy 210 x 5 được bao nhiêu cộng với 2.000, đúng không? 210 x 5 bằng 1.050 cộng tiếp với 2.000 bằng 3.050 gram. Các em hình dung ra chưa? Rồi cụ thể chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Câu E, mỗi cục pin nặng số gram là như thầy giáo phân tích ở trên. Các em lấy 1.680 chia 8 bằng 210 gram. B, khi chưa nắp pin thì mỗi robot nặng như nhau. Sau khi nắp pin thì robot A nhẹ nhất vì nắp ít pin nhất. Rồi, để tính cân nặng của robot A sau khi nắp pin thì các em tính cân nặng của 5 cục pin đã. Bởi vì robot A nắp 5 cục pin thì cân nặng của 5 cục pin là 210 x 5. Mỗi cục pin là 210 gram. Vậy 5 cục pin nặng 210 x 5. Rồi 210 x 5 bằng bao nhiêu? À, bằng 1.050 gram. Như vậy cân nặng của robot A sau khi nắp pin là 1.050 gram là cân nặng của pin, cộng với 2.000 gram là cân nặng của robot A khi chưa nắp pin. Rồi chúng ta tính được là bằng 3.050 gram. Và các em nhớ đáp số câu A, câu B. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.